Thế tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn và được ngăn cách với nhau bởi một lớp biện môi. Đấy, các em có thể hình dung một cái tụ như sau. Hệ cấu tạo của tụ điện gồm có hai bản kim loại đặt gần nhau và được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện. Đấy, được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện. Thì cái này chúng ta có thể chế tạo một tụ điện rất đơn giản bằng cách là các em có thể là sử dụng hai cái cốc. Đấy, hai cốc bằng là kim loại nhé. Và chúng ta nhồi vào giữa hai cốc đó một lớp giấy. Và các em chú ý này, cái giấy của chúng ta phải được tẩm paraffin nhé, paraffin như ở trong phần hóa học lớp 11 chúng ta đã học rồi. Đấy, cái paraffin đó chính là một cái chất được dùng làm ngăn cách giữa hai điện cực, đúng không các em? Hoặc chính là một cái chất cách điện nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nghĩa là chúng ta sẽ nhồi vào hai cốc này một lớp giấy. Khi đó chúng ta đã được một cái tụ điện rất đơn giản rồi. Hoặc là các em có thể dùng hai thanh kim loại, các em sau đó em quấn, các em nhồi giấy vào giữa rồi các em quấn thành một cái hình tròn hoặc là một cái hình chữ nhật, tùy vào cái hình dạng và kích thước kem mong muốn nhé. Đó là cách mà chúng ta có thể chế tạo các cái tụ điện đơn giản nhất. Đấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi về tìm hiểu cái khái niệm của tụ điện nhé. Đấy, tụ điện thì cấu tạo này, tụ điện là một hệ. Đây, tụ điện. Tụ điện là một hệ gồm có hai vật dẫn đặt gần nhau và được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện. Đấy, các em chú như vậy. Đấy. Đây, chúng được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện. Và đi tụ điện được dùng để làm cái gì? Thì các em chú ý là cái ưu điểm hay là ứng dụng của tụ điện là tụ điện được dùng để tích điện và phóng điện cho mạch điện. Được chưa nào? Đấy. Thứ hai nhé, được dùng để chứa điện tích hoặc là chính là tích điện và phóng điện cho mạch. Đấy. Tích điện và phóng điện cho mạch. Rồi, và trong ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thường dùng một loại tụ, đó chính là tụ phẳng. Đấy, tụ phẳng thì cấu tạo gồm hai bản kim loại như hình vẽ các em để ý trên mình nhé. Cấu tạo cùng hai bản kim loại này. Đấy. Và được nuôi vào trong này một lớp điện môi, đó là tụ phẳng. Và tụ phẳng thì được ký hiệu, đây, ký hiệu trên hình vẽ như đây, đấy, được ký hiệu như trên hình vẽ đây. Đấy. Đấy là tụ điện. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tích điện cho tụ bây giờ? Đúng không? Vì tụ điện được dùng để tích điện và phóng điện cho mạch điện. Đó. Vậy thì bây giờ làm thế nào để tích điện được cho tụ? Thì chúng ta sang mục tiếp theo là mục là 1.2, đó chính là tích điện cho tụ hoặc chính là nạp điện cho tụ. Vậy thì để nạp điện cho tụ, bây giờ chúng ta sẽ nối hai bản của tụ điện với một nguồn điện một chiều. Đấy. Hoặc chúng ta có thể dùng cục pin nhé. Đấy, dùng một pin. Đây. Đấy. Và sử bản bên này là bản dương này, hay nguồn điện dương này, đây là nguồn âm. Hoặc các em để ký hiệu một cái nguồn điện là một chân ngắn, một chân dài. Ý nữa các em sẽ học trong chương số 2 nhé. Đấy. Nào, để lạp điện cho tụ thì chúng ta sẽ nối